mỗi đêm, hơn 7,6 tỷ người trên trái đất mơ về khoảng trời rộng mở trước mắt và những chuyến đi của ngày mai. Mỗi sáng, chúng tôi thức dậy với niềm đam mê cùng hành trình kiến tạo giấc mơ tại những miền đất mới. Sứ mệnh đáng tự hào ấy của chúng tôi mang tên gọi Hành trình Pha Lê. Chúng tôi là Crystal Bay, nhà đầu tư và phát triển du lịch. Với tôn chỉ phát triển bền vững, chúng tôi lấy dịch vụ du lịch làm lĩnh vực đầu tư chiến lược, xây dựng một hệ sinh thái các sản phẩm du lịch chất lượng cao bao gồm vận tải, lưu trú, mua sắm, tham quan, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và tiên phong khai mở tiềm năng du lịch của các vùng đất mới. Năm 2018, chúng tôi tự hào đưa hơn 360.000 lượt khách quốc tế tới Việt Nam qua việc khai thác liên tục 18 máy bay và hơn 1.500 chuyến bay charter, sử dụng 4,3 triệu phòng một đêm tại Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận và Phú Quốc. Bên cạnh dịch vụ vận chuyển, chúng tôi khao khát biến mọi điểm đến trở thành ngôi nhà thân thuộc thứ hai của bạn. Áp dụng mô hình dịch vụ trọn gói All Inclusive, chúng tôi chăm sóc chuyến đi của bạn trọn vẹn tới từng chi tiết để mỗi hành trình của bạn là sự kết hợp hoàn hảo giữa trải nghiệm và nghỉ dưỡng chất lượng cao. Riviera Beach Resort and Spa là khu nghỉ dưỡng được chúng tôi xây dựng từ năm 2013 tại Bãi Dài Cam Ranh. Lấy khách hàng làm trung tâm, lấy sự chu đáo, hoàn hảo làm tôn chỉ hoạt động, Riviera tiếp đón hơn 25.000 lượt khách mỗi năm. Đông đảo lượng khách thân thiết trong nước và quốc tế, cùng công suất khai thác trung bình của resort luôn ở mức hơn 90%. Kết quả này chính là sự khích lệ lớn, tạo động lực giúp chúng tôi mở rộng quy mô của Riviera, đầu tư xây dựng Sân bay Park Hotel and Resort Cam Ranh, cũng như tiếp tục phát triển các khu nghỉ dưỡng 4-5 sao mới, được vận hành, quản lý dưới thương hiệu Crystal Bay Hospitality. Các điểm đến mới của chúng tôi tiếp tục hiện diện tự hào trên khắp dải đất hình chữ S và góp phần tô điểm cùng thiên nhiên tươi đẹp, để mỗi vùng đất nơi đây đều như viên pha lê vì được chế tác cẩn trọng, tinh tế mà thêm tỏa sáng, để cuộc sống của bạn vì giàu trải nghiệm quý giá mà thêm rực rỡ. Trên hành trình tận hưởng vẻ đẹp của viên pha lê du lịch Việt, chúng tôi mời bạn khám phá Ninh Thuận, xứ sở diệu kỳ của miền Trung. Từ dải lụa của những nghệ nhân mỹ nghiệp với họa tiết thổ cẩm tao nhã, cùng sự mềm mại uyển chuyển của các vũ nữ chăm, nguồn cảm hứng bất tận làm nên tổ hợp Sân bay Park Hotel and Resort Phan Rang trên bờ biển Bình Sơn thơ mộng, cho tới những môn thể thao mạo hiểm thú vị từ gió biển Ninh Chữ. Bãi biển dài phẳng lặng quanh năm hội tụ những vận động viên nước ván diều khu vực và quốc tế. Chúng tôi mời bạn tới thưởng ngoạn cảnh sắc độc đáo của vùng đất này trên lưng Lạc Đà, tham gia những giải đua xe địa hình quốc tế, những giải golf trên cát, cùng những đêm vũ hội bất tận trên tiểu sa mạc Mũi Dinh Eco Park. Địa hình tự nhiên của vùng sa thảo độc nhất Đông Nam Á sẽ mang tới cho bạn những trải nghiệm giải trí cũng như nghỉ dưỡng khác biệt và thú vị nhất. Từ những vịnh biển đẹp nhất khu vực chưa từng in dấu chân người, cho tới những cánh rừng nhiệt đới còn vẹn nguyên vẻ hoang sơ thần thoại, hành trình của chúng tôi tiếp tục đưa bạn tới thăm những góc của trái đất bị lãng quên, để bạn cảm nhận trọn vẹn cũng như trân trọng hơn sự hào phóng và diệu kỳ của thiên nhiên. Ngọn núi phía bắc Nha Trang sẽ tiếp tục kể bạn nghe câu chuyện về thung lũng Đam Mê Va, làng du lịch quốc tế nhìn xuống vịnh cảng sầm uất xinh đẹp Crystal Marina Bay, nơi du khách ghé thăm thành phố mặt trời không bao giờ lặn trên những chuyến du thuyền cập bến từ khắp nơi trên thế giới. Hành trình pha lê của chúng tôi tiếp tục đưa bạn ghé thăm vùng biển Đông Bắc Bộ, nơi tổ hợp Vân Đồn Heritage Road sẽ kể cho các bạn câu chuyện về lịch sử ngàn năm giao thương và giao thoa văn hóa của một thương cảng rực rỡ, sầm uất.
Vân Đồn Heritage Road sẽ thực hiện sứ mệnh của mình trong việc kết nối thiên nhiên với chiều sâu của lịch sử và văn hóa bản địa để tạo nên một khu phức hợp giải trí, nghỉ dưỡng ấn tượng trong khu vực. Tiếp tục trên hành trình biến mỗi điểm đến trên thế giới đều trở thành nhà của bạn, cùng với các đối tác lâu năm trong ngành du lịch, Crystal Bay phát hành thẻ du lịch thông minh Crystal Holidays. Cả thế giới là nhà, chúng tôi mong rằng dù đặt chân tới bất cứ nơi đâu trong hệ thống mạng lưới gần 1.000 khách sạn 3 đến 5 sao trong nước và hơn 100.000 điểm đến trải rộng khắp thế giới, bạn luôn cảm nhận được sự thân thiện, yêu thương và chăm sóc. Sau tất cả những gì đã làm được, chúng tôi luôn tin rằng hành trình kiến tạo giấc mơ tại những miền đất mới không chỉ dừng lại ở khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển và lưu trú. Những trải nghiệm phong phú trong mỗi chuyến đi sẽ góp phần khắc họa trong tâm trí bạn những ký ức đẹp đẽ về mỗi vùng đất. Với hơn 1.000 cộng sự tại 29 công ty thành viên, chúng tôi luôn cần mẫn đam mê, không ngừng tìm kiếm và bắt nhịp với những xu hướng mới nhất trên thế giới nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, đem đến cho bạn những trải nghiệm thú vị cũng như góp phần phát huy tiềm năng du lịch của Việt Nam. Đội tàu Horizon được sản xuất tại Khánh Hòa bởi công ty đóng tàu biển Việt của chúng tôi, sẵn sàng phục vụ hơn 200.000 khách một năm với công suất 200 khách một tàu mỗi ngày. Cùng du khách hào hứng trên những chuyến ra khơi, chúng tôi muốn giới thiệu những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế. Anna Marina Park là công viên bến du thuyền đầu tiên trong chuỗi các bến du thuyền tại Khánh Hòa, Ninh Thuận, Vân Đồn, được chúng tôi tiếp tục đầu tư và đưa vào khai thác. Nơi đây, chúng tôi sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm của bạn với các hoạt động thể thao, dịch vụ vui chơi giải trí trên biển, lễ hội âm nhạc bãi biển. Tất cả đều nhằm làm viên pha lê du lịch biển Việt Nam thêm tỏa sáng, thêm trân quý và tự hào. Định vị Việt Nam trên bản đồ du lịch châu Á, giới thiệu một Việt Nam đầy đủ hơn tới bạn bè quốc tế và kiến tạo giấc mơ của bạn tại những miền đất mới là những trăn trở làm nên đam mê của chúng tôi trên hành trình mở ra những hướng đi mới, cách làm mới trong lĩnh vực du lịch. Hoàn thiện hệ sinh thái du lịch với khoảng 30 điểm đến mới trải dài suốt dải bờ biển hình chữ S trong giai đoạn 5 đến 7 năm tới. Mở rộng thị trường du lịch tới các vùng lãnh thổ Đông Bắc Á, Ấn Độ và các vùng lãnh thổ khác. Hành trình của chúng tôi còn dài. Cùng với những đối tác lâu năm và những khách hàng thân thiết, chúng tôi đang tự tin, vững bước trên con đường thực hiện sứ mệnh của mình. Và hành trình pha lê của chúng tôi được bắt đầu từ những bệ phóng vững chãi mang tên Tiên Phong, Sáng Tạo, Chân Thành, cùng sẻ chia để phát triển và phụng sự xã hội. Chúng tôi là Crystal Bay.